Mở đầu là những tin tức liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, hãng tin TRIA Novosti vừa đưa tin cho biết, quân đội Nga đã chiếm được thị trấn kiên cố New York của Ukraine ở Donetsk sau nhiều tháng giao tranh ác liệt và chuẩn bị tấn công vào Pokrovsk. Thị trấn New York từ nhiều tháng qua đã được Ukraine biến thành một pháo đài lớn trước các cuộc tấn công của Nga. Hồi tháng 6 năm nay, các lực lượng của Moscow đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào New York và khu vực lân cận Donetsk, một cụm gồm hầu hết các thị trấn công nghiệp với Donetsk ở trung tâm. Nỗ lực này là một phần của chiến dịch tấn công liên tiếp tại Donbass nhằm mục tiêu giành toàn bộ vùng lãnh thổ thuộc các khu vực mà Nga đã sáp nhập và gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Theo truyền thông Nga, vào đầu tháng 7, lực lượng Nga đã chiếm được trung tâm thị trấn trong khi đẩy quân Ukraine về vùng ngoại ô phía Bắc. Giờ đây, phần phía Bắc của thị trấn cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Việc chiếm được New York sẽ mở ra con đường hướng tới Donetsk, một thành trì lớn khác của Ukraine ở Donbass. New York và Donetsk đều nằm cách Golovka, một thị trấn quan trọng ở Donbass chưa đầy 20 km, nơi lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk đã chiếm giữ các vị trí vào năm 2014. Kết quả là Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine ở thành phố Pokrovsk cũng thuộc Donbass tiếp tục trong tình trạng nguy cấp. Ngày 19 tháng 8, Ukraine đã ra lệnh cho các gia đình có trẻ em sơ tán khỏi Pokrovsk vì lo ngại quân đội Nga sắp tấn công vào thành phố. Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga tiến quân nhanh đến mức các gia đình đã phải bỏ chạy khỏi Pokrovsk và các thị trấn lân cận khác. Cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga được cho là nhằm kéo giãn lực lượng Nga trên các mặt trận ở Donbass. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến dịch này vẫn không làm suy giảm các cuộc tấn công dồn dập của Moscow trên tiền tuyến ở Ukraine. Chính phủ Đức cho biết nước này và các đối tác thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang tích cực hoàn thiện kế hoạch cho Ukraine vay gói hỗ trợ quân sự. Cụ thể thì chính phủ Đức khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cần thiết cho Ukraine bất chấp các kế hoạch cắt giảm 50% ngân sách hỗ trợ quốc gia Đông Âu vào năm 2025. Trong khi đó thì Bộ Tài chính Đức nêu rõ nước này đang làm việc khẩn trương để hoàn thiện kế hoạch đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 vừa qua. Trong dự thảo ngân sách năm 2025 thì Đức có kế hoạch dành khoảng 4 tỷ euro, tức khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine, thấp hơn so với mức 8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Để bù đắp phần thiếu hụt này thì chính phủ Đức dự định là sẽ đưa vào các kế hoạch của G7 và Liên minh châu Âu EU để có thêm nguồn tài chính từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng. Hiện thì dự thảo ngân sách vẫn đang tiếp tục được chính phủ Đức thảo luận trước khi cân nhắc thông qua vào cuối năm nay. Trước thông tin cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã phá hỏng cuộc đàm phán bí mật giữa hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định đã bác bỏ những tuyên bố về các cuộc đàm phán, khẳng định rằng không có gì đáng thảo luận. Bà Zakharova nêu rõ, chưa có cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào về sự an toàn của cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng giữa Nga và Ukraine. Lưu ý thêm rằng mối đe dọa duy nhất đối với các cơ sở như vậy bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân đến từ Ukraine được các đối tác phương Tây hậu thuẫn. Trước đó, tờ Bưu điện Washington đưa tin Ukraine và Nga đã chuẩn bị cử các phái đoàn đến Doha với Qatar đóng vai trò trung gian và họp riêng với các phái đoàn Ukraine và Nga. Theo tờ này, các cuộc đàm phán gián tiếp tiềm năng giữa hai quốc gia đang có xung đột về một thỏa thuận ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện ở cả hai bên đã bị ảnh hưởng do cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga. Chỉ huy cấp cao của Ukraine, Tổng tư lệnh Alexander Siki đã lên kế hoạch ra lệnh tấn công vào khu vực Kursk của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị sa thải. Kiev được cho là không thông báo cho những người ủng hộ phương Tây về kế hoạch của mình vì sợ rằng họ sẽ ra lệnh hủy bỏ toàn bộ các hoạt động hoặc thông tin chi tiết sẽ bị rò rỉ. Theo các nguồn tin thân cận với kế hoạch tấn công xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine, tướng Siki đã đứng trước bờ vực bị sa thải chỉ vài tuần trước khi chiến dịch bắt đầu vì tình hình tại mặt trận ở Donbass đang sụp đổ. Theo tờ The Economist, ông Siki, người đảm nhiệm chức vụ của mình vào tháng 2, đang vật lộn với một di sản không lý tưởng từ người tiền nhiệm của mình là tướng Valery Zaluzhny, cũng như sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây. Ngoài ra, ông cũng chịu áp lực từ tránh văn phòng có ảnh hưởng của ông Volodymyr Zelensky, đó là ông Andrei Yermak. Khi căng thẳng gia tăng, tướng Siki đã nghĩ ra một canh bạc táo bạo xuất phát từ sự nguyện vọng với một số kịch bản trên bàn. Những kịch bản này bao gồm các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk hoặc Bryansk hoặc kết hợp cả hai. Mục tiêu chính là kéo quân đội Nga ra khỏi vòng vây Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Người chỉ huy cũng được cho là đã cam kết giữ bí mật ở mức độ cao nhất,
chỉ thảo luận các kế hoạch với một nhóm quan chức được chọn và chỉ thông báo cho ông Zelensky về tiến độ trên cơ sở 1-1. Điều này cũng có nghĩa là các đồng minh phương Tây đã cố tình bị bỏ mặc trong bóng tối. Ông Siki có hai chiến dịch trước đó bị phương Tây phá hoại, một chiến dịch đã bị rò rỉ cho người Nga và một được chỉ thị phải hủy bỏ. Về vụ rò rỉ bị cáo buộc, điều này có thể ám chỉ đến cuộc phản công mùa hè năm 2023 đã kết thúc trong thất bại đối với quân đội Ukraine. Ông Zelensky khi đó tuyên bố rằng các kế hoạch cho chiến dịch đã được ở trên bàn của Điện Kremlin ngay cả trước khi nó bắt đầu. Tạp chí The Economist lưu ý rằng khi đối mặt với sự đã rồi, phương Tây không phản đối. Nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công vào Nga và lập luận rằng Kiev có quyền tự vệ. Mỹ khẳng định họ không tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc xâm nhập Kursk. Tuy nhiên, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã lập luận rằng Kiev sẽ không bao giờ dám tiến hành một hoạt động như vậy nếu không có sự hậu thuẫn của Washington. Đồng thời ông nói thêm rằng NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và tình báo. Trong khi cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở khu vực Kursk, người lính Ukraine nói rằng họ đã bắt đầu chứng kiến mức độ kháng cự khác khi tổn thất ngày càng gia tăng. Trong khi lực lượng Kiev đã chiếm đóng một phần khu vực biên giới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tiến công đã bị dừng lại. Theo Moscow, Ukraine đã mất hơn 3.400 quân nhân và khoảng 400 xe bọc thép trong cuộc tấn công này. Tiếp tục với những diễn biến nóng xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ vận động tranh cử tại một số bang chủ chốt trong tuần này khi ông đang tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động tranh cử để phù hợp hơn trước đối thủ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Đây là tuần vận động tranh cử bận rộn nhất của ông Trump kể từ mùa đông khi ông phải đối mặt với những đối thủ trong nội bộ Đảng Cộng hòa liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Dự kiến ông Trump có một lịch trình dày đặc bao gồm các sự kiện hàng ngày tại các bang chiến địa liên quan đến các chủ đề mà Đảng Cộng hòa cho rằng sẽ giúp họ nắm giữ lợi thế. Cụ thể, ông Trump ngày 19 tháng 8 có mặt tại Pennsylvania để phát biểu về kinh tế và năng lượng. Ngày tiếp theo, ông sẽ có mặt tại Michigan để chia sẻ quan điểm về tội phạm và an toàn. Vấn đề an ninh quốc gia sẽ được ông đề cập đến trong bài phát biểu khi ông cùng người liên danh tranh cử là Thượng nghị sĩ Ohio James David Vance xuất hiện trước những người ủng hộ tại bang North Carolina. Ngay sau đó, ông sẽ đến khu vực biên giới phía Tây Nam ở Arizona để chia sẻ về vấn đề nhập cư trước khi đến Arizona và Nevada vào ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ ngày 19 tháng 8 bắt đầu đại hội toàn quốc kéo dài 4 ngày tại thành phố Chicago, Trung Tây nước Mỹ, với tâm điểm là sự xuất hiện của liên danh tranh cử Kamala Harris và Tim Walz. Trên 4.000 đại biểu tham gia đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ chính thức xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên Tổng thống của Đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Việc xác nhận phần nhiều mang tính thủ tục sau khi bà Kamala Harris nhận được sự ủng hộ của 99% trong tổng số 4.567 đại biểu tham gia cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Đảng Dân Chủ hồi đầu tháng này. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Kamala Harris đã đạt được những bước tiến lớn ở các bang chiến địa quan trọng trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Một số cuộc thăm dò cho thấy bà Harris thể hiện tốt hơn Tổng thống Joe Biden ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, mặc dù hầu hết vẫn cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Donald Trump không chênh lệch nhiều.